mỗi giờ là những cô ạ. Con là tên gì? Triều Chi. Con là Triều Chi. Mẹ lớn lên dễ thương ghê á. Mẹ nè. Nhìn mặt hơi khó khăn. Có chịu. Đẹp gái lắm đó chứ. Hello. Vậy là chào. Hát dạ đi nghe. Xin chào đi. Con là gì? Xin chào đi. Mặt đi mặt làm gì cơ? Cái mặt làm gì? Cái người ở đó thằng Kim á, con chào đi. Chào. Chào. Con chào đi. Cái mặt đẹp đẹp làm gì ghê? Ok. Xin chào đi con. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Con tên là gì? Là gì? Tiên. Tiên. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra, nó là Hoàng, con tên Cát Tiên. Ờ, Huyền, trong tay nó cũng mệt. Tôi cho nó có mệt dòng, nó đánh mệt. Nó đánh nhau mới vui. Em kể cho nó. Chắc chị xin cái ghế chắc mẹ. Không, cho cái nồi.오늘 베트남 가족들이 엄청 다 모였습니다. 조카들하고 장모님하고 동네에 사는 처남하고 와이프 그리고 대기분까지 다 모였고요. 오늘은 투명이 마찬가지에서 가족들과 식사하기로 하겠습니다. 네, 그래.
bao giờ nhất? Mệt chưa? Mệt chưa? Ờ, bỏ gốc thấy. Bài lái xe nó uống rồi. Em biết. Em ơi, em có thể chụp được tấm hình gia đình rồi. Cảm ơn nha. Tại em, hai em này lái xe cho nên không biết được. Không biết được. Gracias.
cái này không? Gân bắp, gân bắp Hàn Quốc. Là chấm thịt đó. Gân bắp Hàn Quốc. Nói chung cái này chấm nhiều lắm, mình thích chấm với cái gì thích chấm. Thích theo phổi anh. Đó đâu đấy, đây có không? Nè, cái này chấm được mà, cái này chấm cũng được á. Cái gấu nó chất được cái phổi. Ừ, nó được gọi. Ăn bắt đầu là chưa thấy ngon, chứ mà ăn nhiều lần thì có thấy ăn của Hàn ngon mà sạch.좋아요. 똑같아요. 네, 굿.